Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, sáng nay đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài Sân vận động, thành phố Yên Bái. Tham dự lễ dâng hương có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái. Kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với tấm lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, trong những năm qua, phát huy truyền thống uống nước như nguồn, Đảng bộ chính quyền cùng các cấp các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa như tôn tạo tu sửa nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, chăm lo đời sống các gia đình thương binh liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thực hiện phong trào áo lụa tặng bà, chăn nấm tặng mẹ, làm nhà ở cho người có công, góp phần giáo dục truyền thống đạo lý uống nước như nguồn của dân tộc. Dâng hoa dâng hương trước anh linh của Hồ Chủ tịch tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài Sân vận động, thành phố Yên Bái, đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Người, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng tâm hiệp lực để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra, xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.